Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo là liên quan đến ông thường nghị sĩ Ted Cruz và ông Mitt Romney. Tại sao vậy? Là vì hai ông này bây giờ đang ráo riết vận động Hoa Kỳ không nên tham gia cái thế vận hội mùa đông 2022 ở bên tàu cộng của Tập Cẩm Bình. Vì hai ông cho rằng là Tập Cẩm Bình bây giờ đang có cái mắc cái tội diệt chủng, tiêu diệt giống dân Duy Ngô Nhĩ rồi tiêu diệt luôn cái giống dân tây tạng ở Tân Cương, tiêu diệt luôn cái pháp luân công và lại còn mổ nội tạng những người này để lấy tim gan phổi phèo đem bán để lấy tiền hàng tỷ đô la cho Đảng Cộng sản Tàu. Giờ đó ông Ted Cruz và Mitt Romney đã gửi thơ cho tập của mình và nói rằng ngày nào Tàu cộng vẫn còn có tội diệt chủng với nhân loại thì ngày đó không nên tổ chức thế vận hội đấy là một cái sự xấu hổ cho cộng đồng nhân loại đó là chưa nói đến cái tội lớn nhất của tàu cộng bây giờ giết cả chục triệu người trên thế giới về vấn đề và rất vũ hán và ông Ted Cruz còn nói một câu tàu cộng phải đứng ra chịu trách nhiệm mà bồi hoàn tất cả những cái phí tổn về xác chết về bệnh tật về kinh tế của toàn cầu chứ không phải là một quốc gia bởi vậy tàu cộng mình rất đau đớn khi nhận được những cái thơ tố cáo của ông Ted Cruz với sự phụ họa của ông Mitt Romney các tổ chức nhân quyền và hiệp hội đại diện cho các nhóm thiểu số bị đàn áp ở tàu cộng đang vận động tiến hành một cuộc tẩy chay trên toàn thể thế giới về vấn đề Olympic 2022 tới đây sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh vì lý do là họ đang phạm tội diệt chủng đối với dân tộc duy ngô nhĩ ở tân cương rồi đối với dân tây tạng và tất cả những cái tự do về vấn đề báo chí về tôn giáo về nhân quyền ở bên tàu cộng xảy ra hàng ngày đó đặc biệt là vấn đề hồng kông tàu cộng đã nuốt đi lời hứa khi đã ký hợp đồng với lại nước anh sẽ cho dân Hồng Kông được hưởng một quy chế riêng cho đến năm 2043. Mà giờ này Tập Cẩm Bình cứ tháng riêng năm 2021 đã ra một cái luật gọi là an ninh quốc gia để tiêu diệt cái sự tự do của dân chúng Hồng Kông. Và bây giờ Tập Cẩm Bình còn vẫn còn gào thét để muốn chiếm cả Đài Loan. Nhưng rất tiếc Tập Cẩm Bình giờ này không đủ khả năng để làm câu chuyện đó. Đài Loan bây giờ là một quốc gia phong phú về tài chính, mạnh về vấn đề quân sự và dân chúng được hưởng một đời sống dân chủ tự do của thế giới tư bản. Thường nghị sĩ Cruz mới đây đã đăng một bài viết trên Fox News, trong đó lập luận rằng các vận lực sĩ của Hoa Kỳ xứng đáng có đặc quyền thi đấu Olympic nhưng không nên đến Olympic. Trong cái ngày nào mà tàu cộng vẫn còn lưu manh, vẫn còn tiêu diệt mầm mống của nhân loại thì ngày đó chúng ta không nên nghĩ đến vấn đề Olympic vì tàu cộng không còn xứng đáng là tâm hồn của một lực sĩ thế vận hay quá sau đó thì ông Romney cũng đã phụ họa với ông Ted Cruz và cho rằng Mỹ nên tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh. Đó, Vì Romney nói rằng tôi là một người đã có kinh nghiệm tổ chức thế vận mùa đông thành phố ở Salt Lake vào năm 2002. Cho nên tôi biết hiểu cách thế nào là vấn đề nhân quyền và thế nào là giá trị của thể thao. Tuyên bố được đưa ra bởi các thượng nghị sĩ Mỹ chứng minh rằng họ rất kỵ vấn đề nhân quyền của tàu cộng và họ không thể nào quên được vấn đề dịch vũ hán và khi các ký giả hỏi ông thượng nghị sĩ crew theo ý của thượng nghị sĩ người ta đổ lỗi cho tổng thống trump về vấn đề chống những người á châu là vì ông nói câu dịch vũ hán thượng nghị sĩ metecku nói một câu đơn sơ tại sao ngày trước chúng ta có dịch tây ban nha rồi chúng ta có dịch âu châu là vì nó xảy ra ở đâu thì phải nói ở đó giờ này tổng thống Donald Trump nói dịch vũ hán dịch tàu cộng là một điều tất nhiên nhưng sở dĩ tàu cộng không dám chúng phải nguy tạo vì cộng sản có bao giờ nói thật đâu cho nên chúng phải đặt ra là covid 19 là như thế sau đó thì tàu cộng đã công kích ông Cruz nói ông thường nghị sĩ này là một người không thực tế và ông sợ tàu cộng sẽ chiến thắng ở thế vận hội và hoa kỳ sẽ thua quý vị thấy ngớ ngẩn không bài báo cũng tuyên bố mọi nỗ lực tẩy chay thế vận nội mùa đông bắc kinh 2022 đang diễn ra một cách ồ ạt cho nên đó là lý do tàu cộng bây giờ đang mua chuộc nhật bản mua chuộc nam hàn mua chuộc cả âu châu lẫn cả vấn đề úc châu vì chúng sợ thế giới sẽ ngoảnh mặt làm ngơ vì chúng nó có tội đầy người đó và thế giới vẫn còn chưa quên cái thế vận hội ngàn là một cái dịp để cho tàu cộng tuyên truyền với những người nhẹ dạ là tàu cộng là một quốc gia không có vi phạm nhân quyền bởi vậy cho nên ông Cruz cũng như ông Romney đang vận động cho quốc hội của Hoa Kỳ và thường viện đưa ra những cái dự luật cấm các luật sư à luật sư luật sĩ của Hoa Kỳ và thế giới tham gia vào một tổ chức mà quốc gia tổ chức lại là một tội phạm của nhân loại đó là tàu cộng quá hay cảm ơn ông thế đã cho tôi mấy tờ báo mấy bài báo của Bretman News rồi đây là một cái bài hay nữa khi mà hỏi đến bây giờ Đảng con lừa vẫn không công nhận là có chuyện rắc rối ở biên giới mà họ chỉ nói một câu rằng ở biên giới có sự kiện về người đi di cư là vì hồi trước ông Trump cấm họ không được vào bây giờ đảng quân lửa mở cổng thì họ phải ao ạt vô chuyện này dễ hiểu nhưng khi mà phái đoàn nghị sĩ của thượng nghị sĩ của thương viện yêu cầu trong đó là con Tetru yêu cầu đi thăm biên giới của miền Nam với Mỹ Tây Cơ và đòi hỏi phái đoàn báo chí tháp tùng thì đảng có lừa nói thẳng không không cho báo chí theo vì họ không muốn ai chụp hình đó thế nhưng mà mới đây lại bị gậy ông đập lưng ông một tên dân biểu của đảng dân chủ là ông quay à ông ta đã đến thăm và ông ta chụp được rất nhiều bức hình của những cái trại tập trung của trẻ con ở trong đó chúng nằm ngay dưới đất chúng không có đeo khẩu trang, chúng không có vấn đề cách ly. Bởi vì sàn sàn nằm ở dưới đất, cách nhau vào khoảng chưa đầy hai tấc là có một miếng đệm. Đó là lý do mà đảng con lừa giấu không muốn cho ai thấy được cái sự thật là họ đang thất bại trong vấn đề di dân của Hoa Kỳ. Đến nỗi mà một tên trong đảng con lừa Tòa Bạch Cung nói rằng xin quý vị đừng đến nữa vì chúng tôi bây giờ đang tổ chức một cách cho nó quy mô và giờ này họ phải đang tính đưa những cái người mà đang tị nạn mà đang bị nhốt ở miền nam Mexico với lại Hoa Kỳ lên biên giới miền bắc Canada và Hoa Kỳ và họ đang tổ chức hàng trăm triệu đô la giúp cho những cái người di cư này được ở Oten để cho khỏi bị chửi là vấn đề vi phạm nhân quyền của đảng dân chủ thì các dân biểu nói rằng các anh đem lính về bên quốc gia bảo vệ cho các anh, các chị. Anh tống người ta vào nằm gara. Mà giờ này dân tị nạn bất hợp pháp là những cái dân tội phạm, là những cái dân MS-13, là những cái dân khủng bố. Mà các anh lại bỏ tiền ra vào ô ten cho họ ở. Thì các anh điều khiển quốc gia theo kiểu gì? Cho nên Đảng Dân Chủ bây giờ đang ấp úng, không biết trả lời ra sao. Cũng như ngày hôm qua, à, mụ gọi là Kamala Kari, trước khi đi tổ bay lên tổ bay ký giả hỏi mũi rằng là bà nghĩ thế nào về vấn đề đang gặp khủng hoảng ở biên giới của miền Nam Mexico và Hoa Kỳ thì bà ta cười và bà ta nói rằng chưa phải lúc <laughs> quý vị thấy chúng nó lâu cá thời này là cái thời gọi là hạ nguồn của những cái loại quý lộn cho nên là toàn những cái thứ gọi là đá cá lần như không biết trả lời nhưng mà cười một câu xong rồi nói rằng chưa phải lúc rồi có một tên khác đầu nậu Joe Biden khi mà hỏi về vấn đề ông có định đi xuống biên giới để mà thăm những cái người tị nạn đang đau khổ thì anh ta trả lời một câu tôi sẽ đến khi nào thuận tiện bởi vì tôi biết những cái chuyện gì đang xảy ra Quý vị thấy chưa? Đấy cũng là một cái lối trả lời lão cá. Cho nên chúng ta thấy rằng là đất nước Hoa Kỳ nói chung và thế giới nói riêng đang đau khổ vì cái bọn con lừa này từ kinh tế chính trị. Và ông Khu khi mà đòi hỏi phái đoàn ký giả đi theo để mà viết báo thì đảng con lừa cấm bực quá ông mới nói rằng đây là một cái điều thật thái quá và đạo đức giả. Ông cũng cáo buộc bà tham vụ báo chí Saki là nói láo, nói rằng là hiện nay ở biên giới không có khủng hoảng mà chỉ có cái vấn đề người di cư đang đến. Trong khi đó các ký giả của ngoại quốc phỏng vấn số người đi di cư ở biên giới họ bảo chúng tôi đi vào Hoa Kỳ đi hàng nghìn cây số từ Honduras vào đến Mexico để biên giới Mỹ là vì Joe Biden. Chúng tôi thấy có một sự hy vọng ông ta tuyên bố bao nhiêu cũng được và cái việc vào tự do. Cho nên chúng tôi bán cả nhà cửa, bán cả tài sản để chúng tôi trả tiền cho các bọn cô vô tề là cái bọn buôn người để chúng tôi đi đến Hoa Kỳ. Đây là một cái giấc mơ vì ông Joe Biden. Còn nếu còn Tổng thống Donald Trump thì chúng tôi đã tắt ngúm từ lâu, 4 năm qua không còn nuôi cái giấc mộng này nữa. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi lại xin một lần nữa tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị.